Trước tiên tôi muốn nói là khi tôi viết cái tập nhạc này ấy, là chủ ý là viết cho tuổi trẻ, và khi mà viết ấy, thì mình luôn luôn muốn nhìn đời bằng cái cảm mắt của tuổi trẻ, của tuổi thơ. Thế nên tôi nói rằng là cảm mắt tuổi thơ, tức là ngày xưa thì có cái câu ngày xưa quỷ mọc biển đông, ngày nay quỷ mọc trong lòng trẻ con. Nhưng mà ngược lại thì tôi muốn rằng là trong lòng các em là có hoa, có trăng, có sao, có suối, tất cả gì đẹp đẽ cuộc đời. Cho nên tức là các bác tuổi thơ, có nghĩa là mình nhìn bằng các bác tuổi thơ chứ không phải vô quỷ lộ an gì hết. Đấy là cái ý tưởng mà tôi biết cái tập đó. Thầy có thể nói thế thì cặp đôi mắt tuổi thơ này, cặp mắt tuổi thơ này gồm bao nhiêu bài trong đó? Tập này có 6 bài. Còn 6 bài. Và tiếp theo sau đây thì mọi người sẽ nghe bài Đêm Sao. Thầy có thể nói thêm để cho quý khán giả có thể hiểu về nội dung bài hoặc là cảm hứng sáng tác của thầy đối với bài Đêm Sao này. Bài Đêm Sao thì cái nó có hai cái hình tượng âm nhạc, một là đêm, hai là sao, tức là cái bản đầu nó bản cái bản đêm và nó rất lắng, cái kiểu âm nó rất lắng như là cái bản đêm rất là sâu thẳm, và riêng cái đoạn giữa nó như là có một cái bản tàu về ô sao rất lắng ấy, thì nó có được pháp giữa cái ốc phao của Trần Thảo và cái tình xã ghi gì đó. Nhiều người chúng ta phát hiện ra cái thủ pháp nó hơi giống là tranh, thì tôi cũng có nghe được có một cái người đã viết cái luật tiến sĩ, luật án tiến sĩ, thì họ có nêu cái đó là tôi công nhận, và chính là tôi có nghĩ là tranh, và mẹ tôi ngày xưa ở trên là tranh đó. Thưa quý vị khán giả, cùng với sự giải thích rất là cụ thể về ý tứ cũng như là ý đồ trong sáng tác bài Đêm Sao này của giáo sư Hoàng Cương, xin mời giáo sư cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài Đêm Sao và được trình bày một lần nữa bởi bạn Phạm Nguyễn Phương Thảo.